sớm xưng vầy vui trong hạnh phúc, và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa, bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ.
thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. La 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 la. Sẽ chú công với chủ đề Thái Đức, trung tâm dịch vụ nhà hàng tiệc cưới Hoài Ti cùng với âm thanh ánh sáng Minh Quang. Những ngày làm trước thì chúng tôi xin gửi đến tập thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và mãi mãi cho đến tận ngàn sau. Tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều những biệt khác nhau. Yêu và được yêu đó cũng chính là niềm khát khao, là món quà cao quý mà tạo hóa đã dành tặng cho mỗi loài người chúng ta. Trong cuộc sống đã chính thức nhận ra rằng mình cũng chính là một nửa của cuộc đời nhau. Họ đã cùng nhau quyết định bỏ đi những lúc giận hờn, ghen tuông để tiến tới với con đường hạnh phúc. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình cùng với ban tình nguyện địa phương sở tại, gia đình chúng tôi cộng long trọng tổ chức buổi lễ mừng vui quy cho cô dâu Ngọc Thủy và chú rể Thái Đức. Kính thưa toàn thể quý vị, với vời non cao ơn dựng dục, mênh mông biển rộng đất sinh thành, công trang nghiệp mẹ sinh thành, đó cũng chính là một món quà rất vô giá mà tạo hóa đã dành tặng cho mỗi loài người chúng ta. Và cũng trong ngày hạnh phúc hôm nay, chúng tôi cũng xin được giới thiệu và trân trọng kính mời từ phía hai bên gia đình sẽ đi có phía bên trên trung tâm sân khấu để cùng chào đón tất cả quý vị. Từ phía họ nhà gái, chúng tôi cũng xin được kính mời bà Nguyễn Thị Nhung. Cũng mà do vấn đề về sức khỏe cho nên thân sinh của cô dâu Ngọc Thủy không hiện diện ở phía bên trung tâm đường, cho nên chúng tôi cũng xin kính mời đại diện đến từ phía gia đình, đó là cầu Nguyễn Xuân Bắc, sẽ cùng tiền học viện bên trên trung tâm sân khấu để cùng chào đón tất cả quý vị. Không ra mời của gia đình, chúng tôi cũng xin được kính mời ông Cao Thanh Tân, bà Đinh Thị Thanh đến từ mặt đất Bình Thành, Hương Trà, sẽ tiền học viện bên trên trung tâm sân khấu để cùng chào đón tất cả quý vị. Đón và chúc phúc đương ương đẹp nhất trong ngày hôm nay. Xin kính mời cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Thủy sẽ chúc cùng với chủ đề Cao Thải Đức sẽ đi có phía bên cái trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị với những tràng pháo tay thật lớn. Thải Đức và cũng đứng trước niềm vui ngày hôm nay khi hai người con cũng như hai người cháu của mình đã lập thành gia thất, cũng như để đáp lại những tình cảm rất quý báu đến từ sinh viên của quý quan viên hai họ, cũng như tất cả quý vị đã không quản ngày đường xa xa xôi, bỏ một chút thời gian và ngọc vị chung vui trong chương trình mừng lễ hạnh phúc ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện đến từ phía gia đình, đó là ông ngoại chú, xin được kính mời ông Nguyễn Xuân Cang sẽ thay lời cho gia đình gửi gặp đến tất cả quý vị những lời cảm ơn chân thành trong ngày hôm nay. Xin mời. Người ngoài, bà con hữu số, anh em bạn bè thân mừng từ xa, các anh các chị, hôm nay là lễ vũ ký của hai cháu chị và Đức. Sự hiện diện của bà con là niềm vinh dự của gia đình, gia đình được tốt nghiệp. Chúc mừng sẽ dành tặng đến với đôi yêu ương. Ngay bây giờ thì chúng tôi cùng xin kính mời đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 nơi cô dâu của chúng ta đang công tác và làm việc cũng có một món quà để lưu niệm dành tặng trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời. Vâng ạ, và
hãy lấy cho gia đình Ngọc Nhiên con sao chủ đề cùng xin chân thành cảm ơn một quà rất đầy ý nghĩa đến từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 đã dẫn đăng cho cô sao mà chủ đề chúng ta trong ngày hôm nay. Thay thế những lời chúc mừng ngày hôm nay, xin mời thay thế những lời chúc mừng. Vâng, xin chân thành cảm ơn một quà rất nhiều và ngay bây giờ con xin kính mời một quà của em Duyên. Tiếp theo chúng ta cũng xin được kính mời món quà của em Thắng và Đức. Và sau món quà này chúng ta cũng xin được kính mời bạn Chính cùng mà có một món quà để dành tặng thay thế nhận lời chúc mừng trong ngày hạnh phúc của hai bạn. Xin kính mời món quà đến từ bạn Chính ạ. Chúng ta còn xin được kính mời vợ chồng của Tuấn Thúy cùng mà có một món quà đi thay thế nhận lời chúc mừng ngày hôm nay. Vâng ạ, và cùng mà để thay lời cảm ơn chân thành mà gia đình đã tin tưởng cũng như chọn nhà hàng Hoài Ti về phục vụ chương trình ẩm thực trong chương trình bằng lễ hạnh phúc. Chúng ta cũng xin được kính mời nhà hàng Hoài Ti cùng mà có một món quà để lưu niệm đến với Đức Ngân. Xin mời. Hôm nay, những chiếc bánh kem này cũng biểu tượng những công bậc tình yêu của Đức Ngân. Một là duyên là đời, hai nên vợ thành chồng, ba tập lòng sọc sắc thủy chung. Cùng sao được từ vị ngọc tình yêu, xin được mời cô sao và chủ đề chúng ta cùng nhau tay trong tay tiền tài thập thủy tinh long đà tình ái cùng nhau khu sông mình rót lấy những dòng chảy hạnh phúc nhất của chúng mình trong ngày hôm nay. Bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời thì bắt đầu từ tuổi trẻ, tình yêu thì bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai thì bắt đầu từ hôm nay. Đến từ hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta đã nên vợ thành chồng, họ đã bắt đầu đi nhìn nhận cho mình một cuộc sống mới, đó là bầu trời tình yêu thương. Xin mời con sao phải chuẩn bị. Còn ai và các bạn tiếp theo chúng ta cùng mà xin kính mời hai điều điều dâng lên với xâm lược của bọn của chủ đề Thái Đức. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng xin kính mời các bạn. Dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi, yes, chúng ta bạc
ngày hôm nay sẽ chia vui buồn, mọi người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sâm bay rót ly rượu nồng. Nàng là cô dâu xinh nhất đời anh, mỉm cười xinh ghê mắt thắm môi hồng. Nàng cài bông hoa tươi thắm lòng anh, từng hạt lung linh hạnh phúc dâng trào. Từ ngày hôm nay cùng hát ca vàng, để hai trái tim sẽ đắm mộng mơ. Tình yêu bao la sẽ mãi trao nhau, từ nay đôi ta có nhau. Chia vui buồn, mọi người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sông bay rót ly rượu nồng. Vui buồn một người hân hoan chào đón đôi ta, màu hồng sông bay rót ly rượu nồng. Nàng là cô dâu xinh nhất đời anh, mỉm cười xinh ghê mắt thắm môi hồng. Nàng cài bông hoa tươi thắm lòng anh. Bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng.
bà con. Thì tại buổi lễ vũ quý hôm nay thì tôi cùng với vai trò là một người giường, là một người giường, rồi là một người thành viên trong gia đình, thì trước hết là xin cảm ơn sự có mặt của toàn thể anh chị em hôm nay. Và tại cuộc việc hôm nay thì tôi cũng mong muốn là chúng ta thật vui vẻ, khoáng cà phê. Vì là cháu tôi là ngày mai hằng lên đà lưới rồi, mai hằng cầm đồ rồi xe pháo mà rồi lên đà lưới rồi, cho nên là thôi vui vẻ bữa nay cái đã. Tiếp theo chương trình Hương Thủy rồi thì thành phố sẽ hát, đó là bài Thành Huế chúng mình được. Ô Huế âm thương nào dịu mát lòng anh, nếu anh thương nụ cười giọng nói ông chẳng về đâu cho anh được về cùng. Nếu anh chọn sắc màu áo tím xin thay về thành quê mùa hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không gió đồng bay đi nhiều rồi xin cảm ơn được. Hôm nay là một hai bạn thì thân người đến đây thì mời ba cho là một cái bạn học của cô dâu thì thay mặt cho nhóm bạn lần thứ hai xin gửi đến cho đôi bạn trẻ một cái lời chúc tốt đẹp. Và để có vui chúc cho các ngày hôm nay thì thân người xin gửi đến các khúc đó là bài Tư Tình. Chúc cho tình yêu của hai bạn sẽ luôn luôn bền vững hạnh phúc. Chúc hai bạn được cảm ơn hạnh phúc. Xin quý vị cùng lắng nghe. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay vì lý do đáng lẽ phải quay nản lại với hội nhà gái nhiều nữa, nhưng mà vì là công việc bên hội nhà trai thì ngày mai là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và đón tiếp hội nhà gái một cách nồng nhiệt, cho nên là thời gian nó cũng cho phép, cho nên xin chân thành cảm ơn hai hộ của hội nhà gái và chúc sức khỏe tất cả mọi người có mặt trong hôn trường hôm nay một ngày thật hạnh phúc và đầy sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Cùng bạn xin kính mời đại diện của hội nhà gái ạ, cùng bạn có đôi lời điều phát biểu ngày hôm nay, xin mời. Hôm nay thể hiện là gia đình hội nhà gái hết sức chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và anh chị em hôm nay, và đặc biệt những cái tình cảm của hội nhà trai đến với hội nhà gái, mặc dù là có những cái vấn đề là gì đó hiếu khuyết thiếu sót, thì cũng mong họ nhà trai hết sức vui vẻ, hết sức cảm thông. Và cuối cùng xin thay mặt họ nhà gái xin chân thành cảm ơn và hết sức cảm ơn họ nhà trai và toàn thể bà con anh chị em dự buổi phương Bắc đã qua dòng sông sông dài, tìm đến phương này một nhà thân ai. Tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi lòng, mong vàng chung bóng. Ơi, mạch đất dâng hương là hương, cần lão chung đời vai sát vai. Bàn tay thương yêu nhau rồi, ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui, chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi
nỗi đau, dẫu ngàn sông núi cách chia, ta đem yêu thương bên cho phương Bắc. Tìm về mảnh vườn hoa thắm, hái bông tầm xuân trao nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Thank you.
sang thiết lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Chúng mình đã
tính sao trường. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em yêu anh không nói.
Thank you.
thần giản ngọc thật, dịch vụ ẩm thực hồng thắm. Xin được gửi tới tất cả quý vị một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, chúc một buổi trưa vui vẻ hạnh phúc. Vô lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Lễ mừng của chủ rể Hải Đức và cô dâu Ngọc Thủy cùng chính thức trở thành hiện thực khi họ biệt định cùng tất cả quý vị. Riêng riêng của hai gia đình xin được trân trọng kính mời ông Cao Thanh Tân cùng với bà Đinh Thị Hằng là thân thương của mẫu cao quý của chủ rể Hải Đức. Và một trang bỏ tay để cùng chào đón gia đình cùng chúng tôi ạ. Xin mời Trần Pháp sẽ đồng hành cùng người mẹ đòi quý bà Nguyễn Thị Dung cùng tiến lên trung tâm sân khấu chúng tôi. Và một trang bỏ tay tiếng lớn thật nâng nhiệt nơi để cùng chào đón hai bên gia đình. Làm cha làm mẹ cảm thấy tự hào hạnh phúc khi vay tiền trên trung tâm sân khấu của chúng tôi. Và kính thưa cùng với tất cả quý vị, tình yêu cần có nội dung hợp lý như lửa cần dầu để sáng mãi. Tình yêu là sự hòa hợp vô hạn giữa hai cảm tính, trái tim tương tự nhau. Để hôm nay đây, hai cảm tính, hai trái tim ấy, họ đã nguyện cùng nhau chưa ngọt sẻ bùi. Và ngay lúc này sẽ được vinh danh họ trên thảm đài hạnh phúc. Xin được kính mời tất cả quý vị hãy cùng hướng ánh mắt của mình ra phía cổng hoa, cùng đột lên một tràng vỗ tay thật lớn, thật đặc biệt để cùng chào đón hai bông hồng đẹp nhất, rạng rỡ nhất của ngày hôm nay. Chủ đề Hải Đức sẽ chia cùng với cô dâu Ngọc Thúy. Xin được trân trọng kính mời. Trẻ của chúng ta có những một chân tình yêu tuyệt vời nhất trên thảm đỏ của hạnh phúc. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ dành thêm một tràng vỗ tay thật lớn từ đầu nhiệt nữa để chúc mừng cho hạnh phúc của đôi yêu đương. Chính thức khai tiệc, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý quan viên hai hồ, kính thưa quý bà con cô bác bạn bè thân hữu, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, qua quá trình quen biết tìm hiểu yêu thương nhau và hai con quyết định kết tóc chơi duyên gắn bó với nhau đến đầu bạc thăng long, được sự đồng ý thống nhất của hai gia đình hai hồ, sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như là của lãnh đạo phòng ba đội ba phòng chống cháy công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép, hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con Cao Thái Đức sản duyên cùng Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Đây có thể nói là một ngày trọng đại, một ngày tràn đầy niềm vui đối với hai gia đình chúng tôi. Và trong chiều phút thăng hoa này thì cũng chẳng biết nói gì hơn, thay mặt cho hai gia đình được hiện xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý vị đã vượt qua thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui và chúc phúc cho con của chúng tôi. Đặc biệt tôi cũng xin chân thành cảm ơn và xin gửi tới quý khách quý lời chúc mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là có một buổi tiệc trong buổi trưa hôm nay thật sự vui vẻ và ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Người bạn của cô dâu sẽ tiến lên trung tâm sân khấu để chúc phúc cho đôi người. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, lần lượt xin được trân trọng cảm ơn của cả món quà đến từ những người bạn của anh của đôi người. Và xin mời món quà đại diện đến từ trung tâm tổ chức sân khấu Yeah.
nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Trao xa lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dù cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc tràn ánh trăng thề. Dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
trong mắt em buồn về mau. Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đàn hoa êm ái, nhịp bước em thêm lạ lời, cùng điều buồn chơi vơi đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình dịu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thênh thang, vương vấn đề rồi một đời cứu mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt nghìn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều chông gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em.